tháng 4 và mùng 1 tháng 5, nhãn hàng máy lọc nước Hàn Quốc Aqua Korea kết hợp với siêu thị điện máy HP tưng bừng khuyến mại tri ân khách hàng, ngập tràn quà tặng với rất nhiều sản phẩm vô cùng hấp dẫn đang chờ đón quý khách hàng. Vâng, tuần lễ bán hàng không lợi nhuận. Vâng, chỉ có tại siêu thị điện máy HP, Vườn Tràng, Sơn Lôi, Lập Thạch, Vĩnh Phúc, cạnh cây xăng Trường Nghề. Tất cả quý khách hàng tham quan mua sắm tại siêu thị điện máy HP trong thời gian từ ngày 26 tháng 4 năm 2017 đến hết ngày 2 tháng 5 năm 2017 đều có cơ hội bốc thăm nhiều phần quà vô cùng hấp dẫn. Một giải đặc biệt điều hòa Aqua 12000 BTU trị giá 12.900.000 đồng. Một giải nhất một máy giặt trị giá 4.500.000 đồng. Một giải nhì bình đóng lạnh 40 lít Aqua. Hai giải ba hai đầu karaoke California và rất nhiều giải khuyến khích đang chờ đón quý khách hàng phía trước. Ngoài ra, khi tham quan mua sắm tại siêu thị điện máy HP, quý khách hàng còn có cơ hội được sở hữu rất nhiều sản phẩm vô cùng hấp dẫn với mức giá chưa từng có từ trước tới nay. Giờ vàng giá sốc, bình giá siêu tốc bán với giá 6.000 đồng, chảo chống dính bán với giá 9.000 đồng, nồi cơm điện 1,8 lít, giờ vàng chỉ bán với giá 18.000 đồng. Vâng, 18.000 đồng, quý khách hàng có tin được không ạ? Chỉ duy nhất tại siêu thị điện máy HP, quý khách hàng có cơ hội mua nồi cơm điện với trị giá 18.000 đồng. Lần đầu tiên tại Vĩnh Phúc, nhãn hàng máy lọc nước Hàn Quốc Aqua Korea mang đến chương trình bán hàng không lợi nhuận. Quý khách hàng có cơ hội sử dụng máy lọc nước với công nghệ tiên tiến nhất hiện nay của Hàn Quốc với giá vô cùng hấp dẫn. Máy lọc nước Aqua Korea A29KR giá niêm yết 5.990.000 đồng, nay khuyến mại chỉ còn 5.499.000 đồng. Quý khách hàng được tặng bộ quà tặng trị giá 1.000.000 đồng, gồm bộ lõi lọc trận đầu nguồn, tặng nồi cơm điện 1,8 lít, tặng máy xay sinh tố và phiếu mua hàng từ siêu thị điện máy HP. Máy lọc nước Aqua Korea A28KR giá niêm yết 5.790.000 đồng, nay khuyến mại chỉ còn 5.299.000 đồng. Quý khách hàng được tặng bộ quà tặng trị giá 1.000.000 đồng, gồm bộ lõi lọc trận đầu nguồn, tặng nồi cơm điện 1,8 lít, tặng máy xay sinh tố và phiếu mua hàng từ siêu thị điện máy HP. Máy lọc nước Aqua Korea A29KR giá niêm yết 5.590.000 đồng, nay khuyến mại chỉ còn 4.999.000 đồng. Quý khách được tặng bộ quà tặng trị giá 1.000.000 đồng, gồm bộ lõi lọc trận đầu nguồn, tặng nồi cơm điện 1,8 lít, tặng máy xay sinh tố và phiếu mua hàng từ siêu thị điện máy HP. Tủ lạnh Aqua S18DN giá niêm yết 5.200.000 đồng, nay khuyến mại chỉ còn 4.599.000 đồng, tặng phiếu mua hàng trị giá 50.000 đồng. Điều hòa Daikin 9000 BTU giá niêm yết 8.090.000 đồng, nay khuyến mại chỉ còn 7.250.000 đồng, tặng một phiếu mua hàng trị giá 50.000 đồng. Đặc biệt, siêu thị điện máy HP chúng tôi có chương trình ưu đãi mua hàng trả góp cho quý khách hàng mua hàng tại siêu thị điện máy HP. Chỉ cần chứng minh thư, hộ khẩu, quý khách hàng có thể mang bất kỳ sản phẩm nào của chúng tôi về nhà và thỏa thích sử dụng. Vâng, chương trình trả góp vô cùng hấp dẫn, chỉ duy nhất có tại siêu thị điện máy HP, Vườn Tràng, Xuân Lôi, Lập Thạch, Vĩnh Phúc, cạnh cây xăng Trường Nghề. Đặc biệt, sản phẩm TV Samsung được khuyến mại vô cùng hấp dẫn. TV Samsung 55 inch, 55KU, 5500, giá niêm yết 14.900.000 đồng, nay khuyến mại của chúng tôi chỉ còn với giá 11.680.000 đồng và khuyến mại tới hơn 3.000.000 đồng. Quý khách hàng có tin nổi không ạ? Vâng, hãy nhanh chân đến với siêu thị điện máy HP để hưởng chương trình khuyến mại vô cùng hấp dẫn của chúng tôi. TV Samsung 43 inch, giá niêm yết 5.680.000 đồng, nay khuyến mại chỉ còn 4.680.000 đồng, tặng kèm phiếu bốc thăm trúng thưởng. Đặc biệt, quạt máy điều hòa 2 tầng mang mùa đông đến căn phòng nhà bạn, giá niêm yết 5.890.000 đồng, nay khuyến mại chỉ còn 3.890.000 đồng. Vâng, chỉ 3.890.000 đồng, quý khách hàng đã có cơ hội sở hữu một chiếc quạt điều hòa 2 tầng chỉ có duy nhất tại siêu thị điện máy HP, Vườn Tràng, Sơn Lôi, Lập Thạch, Vĩnh Phúc, cạnh cây xăng Trường Nghề. Đặc biệt, chúng tôi mang đến cho quý khách hàng một sản phẩm quạt điều hòa Symphony đến từ Ấn Độ với mức giá vô cùng hấp dẫn. Quạt điều hòa Symphony Winter XL giá niêm yết 7.900.000 đồng, nay khuyến mại chỉ còn 5.999.000 đồng, tặng một phiếu bốc thăm trúng thưởng. Quạt điều hòa Symphony CVI giá niêm yết 3.500.000 đồng, nay khuyến mại chỉ còn 2.999.000 đồng, tặng một phiếu bốc thăm trúng thưởng. Tủ lạnh Sharp SD195MSL giá niêm yết 5.000.000 đồng, nay khuyến mại chỉ còn 4.750.000 đồng, tặng phiếu bốc thăm trúng thưởng. Tủ lạnh Aqua IG252AM giá niêm yết 23.400.000 đồng, nay khuyến mại chỉ còn 18.900.000 đồng. Ngoài ra, còn rất nhiều sản phẩm vô cùng hấp dẫn đang chờ đón quý khách hàng phía trước. Quý khách hàng hãy nhanh chân bước đến với siêu thị điện máy HP để hưởng chọn chương trình khuyến mại của chúng tôi ngày hôm nay. Chương trình khuyến mại diễn ra từ ngày 26 tháng 4 năm 2017 đến hết ngày 2 tháng 5 năm 2017. Quý khách hàng đừng bỏ lỡ cơ hội để sở hữu những sản phẩm ưu việt với mức giá vô cùng ưu đãi tại siêu thị điện máy HP. Chương trình được tài trợ bởi nhãn hàng máy lọc nước Hàn Quốc Aqua Korea, là một sản phẩm của K-Water.